Rồi, xin chào quý thầy cô và cũng như các em. Thì hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các em về các cái hình dùng xin grab tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các em về cái hình như thế này. Thì chúng ta nhìn đây là một cái hình tam giác. Thì phía bên trong này thì nó chưa có những cái tam giác con. Thì chúng ta đếm thử đây là có bao nhiêu tam giác con. Như vậy là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 tam giác con. Thì lên đây này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, như vậy là ở dưới đáy của cái tam giác này là 11 tam giác, thì lên trên là cứ mỗi lần nó giảm giảm nhất trở vừa một đá cuối. Thì ý tưởng của mình để vẽ được bài này ấy, thì mình vẽ một là mình vẽ theo theo chiều này, hoặc là mình vẽ theo chiều này, chiều này. Sau đó chúng ta lùi lại, chúng ta quay, hoặc là chúng ta lên trên này, chúng ta quay trở về này, và chúng ta lại cứ làm như này. Ý tưởng mình làm như vậy. Như vậy đầu tiên mình tạo ra được một cái tam giác con, tam giác con trước. Rồi, đây mình bắt đầu vào ha, làm công việc. Rồi. Như vậy đã tạo tam giác á, thì mình tạo như sau. Mình cho cái một được ha, tại vì cái tam giác nó nhỏ cho nên mình đỡ cái bút nó nhỏ. Rồi, chúng ta thấy là tam giác ở dưới đấy nó có 11 ha. Như vậy bây giờ mình vẽ ở tại vị trí này nha. Ví dụ mình để vẽ ở tại vị trí là âm 150 đi. Y âm 100. Y âm 100. Mình vẽ tại vị trí đó. 0. Rồi. Như vậy mình vẽ một cái tam giác. Tam giác của mình là bằng 3. Thì độ dài của cái cạnh tam giác của mình đó, thì mình cho 30 nha, 30. Như vậy quay ở góc quay là 120 độ. Bây giờ mình vẽ thử này. Xin lỗi là chưa có bỏ cái sự kiện vào ha, sự kiện click chuột vào. Đây, như vậy tam giác này ha. Rồi, như vậy mình muốn vẽ 11 tam giác thì mình lặp lại cái công việc này 11 lần. Mình lặp cái công việc 11 lần, 11 ha. Như vậy sau khi mà mình vẽ xong á thì mình phải đi tới 30. 30. Rồi, mình xem thử ha. Rồi, như vậy là mình có cái tam giác như sau. Bây giờ mình ý tưởng của mình là mình quay một cái trăm hai nữa ha. Nhưng mà để ý trong cái bài mình đây là tam giác trút xuống chứ không phải là tam giác vẽ ra cái đỉnh nó đi xuống dưới đây, cái đỉnh tam giác nó xuống dưới đáy ha.
Như vậy á thì mình phải vẽ chỉnh lại để cái đỉnh nó nằm dưới đây. Như vậy là mình sẽ chỉnh nó đi lên hướng trên này, hướng trên này đó. Thì sau khi mà chúng ta, đó là ý thứ nhất ha. Ý thứ hai là sau cái lần vẽ thứ hai thì mình giảm xuống, mình bước tới đây, mình bước tới đây 30 bước tại vị trí này ha. Rồi sau đó mình vẽ giảm lại cái số vòng lại, giảm lại cái số lần này. Thì bây giờ đây là 11 rồi, thì mình vẽ lần thứ hai thì nó còn 10, ý như vậy ha. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái thủ tục, thủ tục con để cho nó gọn ha. Như vậy là thủ tục là số lần vậy. Ý tưởng mình để đây. Rồi bây giờ mình muốn hướng lên trên này này, mình hướng lên trên này thì mình sẽ cho cái con nhân vật mình nó sẽ hướng vào góc này này, đi thẳng lên đây là 60 độ, 60 độ. Sau đó mình lấy cái tam giác mình này, bỏ vô đây, mình vẽ thử ha. Như vậy là nó quá là cao luôn. Như vậy mình hạ cái đây xuống một tí nữa là 150 luôn, 150. Rồi như vậy là mình lặp lại cái việc này 3 lần. Mình lặp lại cái công việc này 3 lần. 3. Thì lên đây thì quay về đây. Quay về góc đây á thì 180 độ, quay về một góc. Đây, quay về một góc là 180 độ. Một vấn đề đặt ra là mình vẽ cái này nó nằm phía bên ngoài. Như vậy cái tam giác của chúng ta thì chúng ta phải chỉnh lại ngay từ đây. Mình phải vẽ nó ngược, ngược à, đây là 120. Bây giờ có nhân vật mình đã đang đứng tại vị trí đây này, vị trí đây thì mình sẽ bước lên tới vị trí này. Lúc này nó sẽ là 30, lúc này nó sẽ là 30. Bước lên vị trí này rồi tiếp tục chúng ta vẽ lên phía trên này, rồi là chúng ta đi về phía trên. Như vậy là ý tưởng của chúng ta thì lúc này chúng ta phải đi đi tới 30 bước, 30 bước. Vẽ lần hai, vẽ lại lần thứ hai xem thử ha, kiểm tra trước tính sau. Như vậy á là một cái vấn đề là thì do mình vẽ là chỗ này 11, 11 rồi, 11 lần, 11 lần, cho nên là cái này nó chưa giảm được. Đáng lẽ thì nó tới đây là nó sẽ giảm đúng không? Như vậy là, thì lúc này mình sẽ khai báo một cái biến, biến là cái biến vị, cái biến tam giác, số lượng tam giác hay là số tam giác. Thì
sau mỗi lần quẩy thì nó sẽ giảm trừ lại và giảm bớt lại. Như vậy là chúng ta sẽ khai báo một cái biến biến là số tam giác. Số tam giác thì số tam giác của chúng ta thì chúng ta sẽ đặt là chúng ta đặt ngay số đây là số 11. À, 11 thì mình lấy số tam giác mình bỏ vào chỗ đây nha. Đó. À, thì sau mỗi lần quẩy của mình thì cái tam giác này nó sẽ giảm dần, giảm dần. Như vậy là mình sẽ dùng một cái biến, dùng một cái biến nữa, dùng một vòng lặp nữa. Như vậy là số lần không, mình không dùng một lần nữa, mình dùng thẳng cái vòng đây luôn. Sau mỗi lần vẽ thì do mình để mình vẽ 2 lần này, mình kiểm tra thử ha. Và sau mỗi lần ở vẽ này thì mình giảm xuống, dùng câu lệnh chen này, giảm xuống số tam giác, trừ cho một. Kiểm tra thử coi. Như vậy một vấn đề đặt ra thì khi mà mình vẽ nó giảm á, nó có được cái tam giác phía bên này này thì mình giảm một á, thì nó vẫn lặp lại bên này. Như vậy là mình khi vẽ thế này thì mình có cái tam giác rồi, cho nên là mình giảm lại hai, mình giảm lại cho hai. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành. Vậy là ba mình đã hoàn thành. Thì xin chúc các em học thật là cố gắng, đạt được kết quả cao trong học tập. Và các em nhớ là chia sẻ cái bài này cho bạn bè mình cùng biết. Nhớ là đã đăng ký like và ủng hộ, đăng ký kênh để ủng hộ mình được có động lực làm chia sẻ những cái bài tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các em. Hẹn gặp lại.